Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tác phẩm Thằng Thuộc Con Nhà Nông của tác giả nhà văn Hồ Hữu Tường, sáng tác ngày 30 tháng Chạp năm Giáp Thìn 1964, phát hành năm 1966 tại Sài Gòn. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 3, tập cuối, chương 27. Từ 11 giờ đến 12 giờ, bữa nào có học, tôi đều ở nhà cậu Sáu tôi mà đọc. Cậu Sáu tôi làm hội đồng, trong nhà có báo do nhà nước bắt buộc mua để ủng hộ tờ báo theo nhà nước. Có sách tuyên truyền về trận giặc với Đức, có truyện, có tiểu thuyết ta. Tôi đọc sách tuyên truyền khá nhiều, có cuốn Đức Quốc Chi Tội Ác là bây giờ tôi còn nhớ. Sách khô khan kể những chuyện lính Đức xâm chiếm một vùng đất Pháp và hãm hiếp đàn bà con gái, cướp của giết người. Tôi đem mấy chuyện ấy mà kể cho tía tôi nghe. Tía tôi nói: "Bà nội mày kể lại thì khi Tây mới sang qua đây mà chiếm nước Nam này, tụi nó cũng hiếp dâm đàn bà con gái, cướp của giết người, đốt nhà vậy. Giặc là giặc, có dân nào hơn dân nào đâu." Rồi tía tôi kể: "Hồi tía tôi còn nhỏ xíu, mới dời qua vùng này, rừng còn nhiều, ở chen với các sóc đàn thổ. Thỉnh thoảng dân thổ dại cáp vuồng thì cũng y như Pháp và Đức. Hình ảnh của chiến tranh ăn vào óc tôi, trước nhất là những cảnh do cuốn Đức Quốc Chi Tội Ác in vào. Ở tại nhà Việt ấp, tại vàm ông Cửu, có dán một biểu ngữ to tướng, vẽ một con rồng to phun những cái tròn tròn lên một anh lính nhào ngửa và buông cây súng rời tay y. Trên biểu ngữ có câu rồng nam phun bạc đánh đổ đức tặc. Mõ giống lên thường xuyên đi gọi tất cả những ai đứng bộ điền phải đến nhà Việt mà nghe lệnh. Trác dạy các điền chủ phải tùy theo số đất của mình mà mua vé quốc trái để giúp cho nước Pháp lan xa đánh giặc Đức, cho đúng với ý nghĩa của tờ biểu ngữ. Tía tôi là tá điền, đáng lẽ phải khỏi cái nạn phun bạc này. Song quái quâm thai, chúng tôi lại phải phun bạc rất nhiều để đánh đổ đức tặc." Các câu phun bạc, đánh đổ đức tặc được tác giả đề trong ngoặc kép. Số là cậu Sáu tôi làm hội đồng, trong mấy năm gần đây phải xài nhiều để làm đám cưới cho ba đứa con lớn, để gửi anh Năm Cẩn ra Hà Nội ăn học và để mua thêm một thửa ruộng. Thành ra tuy ở ngôi nhà đồ sộ, đứng bộ đất rất nhiều, làm hội đồng, song trong nhà không có bạc nổi để phun hầu đánh đổ đức tặc. Lúc ấy trong nhà tôi có trên 1.000 giả lúa. Cậu Sáu tôi nói với tía tôi cho mượn hết số lúa ấy bán đi, hầu làm phần sự của một vị hội đồng kiêm một đại điền chủ. Vừa là chủ đất, vừa là anh nuôi của vợ, cậu Sáu tôi được tía tôi vâng lời. Vài hôm sau, một chiếc ghe chài đến cân lúa ở nhà cậu Sáu tôi, rồi đến cột đỏi ở bến tôi. Lần thứ nhất, cái học tôi về toán được đem ra áp dụng một cách thực tiễn. Lúa trong bộ xúc vô từng bao, bao đặt lên cân coi được bao nhiêu ký, rồi mới có phu vác xuống ghe chài. Một anh tài phú tàu ngồi coi cân, biên vào sổ bằng chữ tàu. Còn tôi thì cũng coi cân, biên vào sổ bằng chữ tay. Bộ lúa cân sạch chỉ chừa lối vài chục dạ để ăn cho đến mùa tới. Tôi cộng xem tất cả là bao nhiêu ký, chia ra làm bao nhiêu tạ, rồi tính giá bao nhiêu đồng. Anh tài phú tàu bỏ bàn toán lóc cóc ra số tiền hệt vậy. Ấy là nhà tôi đã phun ra một số khổng lồ tương đối vì đã vét sạch để đánh đổ đức tặc. Bởi vì việc cho mượn không giấy tờ gì cả, vài năm sau cậu Sáu tôi qua đời chưa kịp trả đồng nào. Về sau mất số tiền dành dụm từ gần 20 năm, tía tôi buồn chán không thiết làm. Sự hanh thông trong nhà về phương diện tài chánh bắt đầu sa sút từ ngày gia đình chúng tôi phun bạc đánh đổ đức tặc. Chương 28. Mỗi tháng cậu Sáu tôi có một số nam phong. Cậu không coi, hai anh con của cậu cũng không thèm coi, chỉ có một mình tôi coi, trước khi tờ tạp chí bị xé để dùng vào việc vệ sinh. Đọc tạp chí này tôi thấy cực nhọc lắm,
Có nhiều tiếng mới không biết dựa vào đâu mà biết nghĩa. Hỏi hai anh, mấy anh cũng không rõ là gì. Có nhiều chuyện trừu tượng xa xôi, tôi phải đọc đôi ba lượt mới hiểu mang máng. Nhưng tôi không chịu thua, không biết chán. Số nào tôi cũng dặn để cho tôi đọc xong rồi hãy dùng vào việc vệ sinh. Không phải bởi tôi thích mà bởi tánh không chịu thua, cho rằng người ta viết được mà mình đọc không hiểu là dở. Thú thật là không bao giờ tôi ưa Nam Phong. Hồi nhỏ vì không hiểu, đến lớn biết được vai trò tay sai của thực dân mà Phạm Quỳnh đã đóng từ 1916 đến 1945, tôi càng ghét hơn. Ghét cho đến đổi thấy trong chương trình trung học có bắt buộc con nít học Phạm Quỳnh thì tôi ngấy tiếc. Ngấy cho đến nỗi có ý nghĩ rằng nếu tôi làm nhà độc tài thì tôi loại ngay Phạm Quỳnh ra khỏi chương trình trung học và đại học. Ghét thì ghét người Phạm Quỳnh, ghét cái chánh trị bán nước của Nam Phong, song tôi nhìn nhận rằng tạp chí này ảnh hưởng rất nhiều đối với tôi. Nhờ nó mà tôi biết rất nhiều danh từ mới, rồi do danh từ mà biết được sự việc mới. Khi tôi mới vào làng báo, tôi còn mang cái ảnh hưởng này và những bài ký tên Bửu Liên và đăng trong công luận cũng nhiều danh từ Hán Việt. Cái tệ này làm cho anh Hùng chế nhạo tôi mãi, cho là một thứ Phạm Quỳnh trong phái tả. Rồi anh kể chuyện hồi còn học Công Chánh ở Hà Nội, anh có ra một tờ báo chép tay đặt tên là Jarlon để cho anh em xính văn tập tành viết chơi. Và trong tờ báo này anh đã bịa ra một chuyện trào phúng để chửi Phạm Quỳnh. Chuyện như sau: một hôm Phạm Quỳnh từ tòa soạn Nam Phong bước ra, gọi một chiếc xe tay, xe kéo mà đi. Anh phu lầm lũi kéo, tới một ngã tư thì có một chiếc ô tô, xe hơi chờ tới, mà anh phu lơ đãng không hãm xe tay lại. Phạm Quỳnh ngồi trên xe xanh mặt, kêu giật ngược anh phu xe: "Tự động xa, tự động xa!" Anh phu xe không hiểu khách muốn gì, tưởng đâu giục mình chạy mau nữa nên co giò búng mạnh. Xe chạm vào ô tô lật gọng, ném Phạm Quỳnh xuống đất u đầu lát gối, lại còn bị anh phu xe trách: "Phải vì cụ dạy ô tô thì con còn hiểu mà hãm xe lại, chứ cụ bảo là tự động xa thì con ma nào mà hiểu cụ." Câu chuyện trào phúng này rọi sáng cái tệ đoan mà Nam Phong tạo ra từ ấy, mà đến ngày nay gỡ không nổi. Những danh từ như Mạnh Đức Tư Cưu, như Á Căn Đình, đối với Tàu còn có chút giá trị phiên âm, mà Phạm Quỳnh nô lệ đối với văn hóa Tàu, ghi lại theo cách đọc Hán Việt thì không nghĩa lý gì cả. Tệ đoan này khi nhỏ tôi đọc Nam Phong tôi đã thấy. 50 năm qua tệ đoan này gỡ chưa nổi. Đó là một cái tội lớn của Phạm Quỳnh, tội với văn hóa Việt, không thua gì tội làm tay sai cho thực dân về chánh trị. Chương 29. Năm 1916, bác chính tôi vì có nhúng tay vào vụ Thiên Địa Hội có liên can với vụ bạo động Phan Xích Long nên sợ bị bắt mà bỏ xứ trốn biệt tích. Đầu năm 1918, bác mới có thư về cho tía tôi, nói rằng bây giờ bác ở Châu Đốc trên mé kinh Vĩnh Tế, phân nửa đường từ chợ Châu Đốc vô núi Sam. Tía tôi mới dắt thằng Hoài, bấy giờ đã 6 tuổi rồi, trường ở khích bên nhà mà không chịu đi học, đi Châu Đốc mà thăm bác. Đi bằng tàu từ Cần Thơ đến Châu Đốc, lội bộ vô hỏi thăm nhà, tía tôi gặp được bác tôi mừng rỡ. Qua ngày sau, tía tôi cõng thằng Hoài leo núi Sam và viếng chùa Tây An. Khi về nhà, nó khoe nó có đi núi thấy chùa, thấy tượng Phật. Nghe nó khoe tôi ức vì tôi lớn hơn nó mà chẳng thấy núi ra sao, cũng chưa thấy chùa, chưa thấy tượng Phật. Nhờ má tôi sửa soạn ghe, mua chuối, dừa, mít và đặt dưới ghe 5 cái mái lớn, nói để đi Châu Đốc làm mắm. Tôi khóc lóc đòi đi theo ghe. Chú thích: mái là một loại lu lớn. Hết chú thích. Tôi khóc lóc đòi đi theo ghe. Tía tôi phải xin phép cho tôi nghỉ học để cho vừa lòng tôi. Từ Cần Thơ ghe theo con nước mà đi lần lên, thường là chèo, gặp gió thuận thì lấy đệm kết làm buồm. Có một lúc dương chạy buồm thì có bầy cá nược nổi lên đua với ghe, chốc chốc phun vò nước làm cho ai nấy thảy hào hứng. Được đi Châu Đốc, tôi sực nhớ hồi nhỏ người ta nói về những bài sấm của Bửu Sơn Kỳ Hương. Có chuyện trên núi nào đó trong dãy Thất Sơn có đục vào vách đá bài thơ Một Nước Hai Vua mà chữ to hơn cái tô. Tôi tính chuyến này đi núi ắt có dịp đi xem bài thơ ấy ra sao, gọi là cho biết một cái bằng cớ xác thực về xuất xứ của một bài thơ được nhiều người thuộc và tin. Nhưng đến nhà bác tôi thì thật là một thất vọng.
Má tôi, anh tôi và mấy bạn thì hối hả đem ghe lại chỗ nào đó để mua cá làm mắm, gửi một mình tôi ở lại nhà bác. Lúc ấy đông ken mùa gặt, cả nhà bác tôi lại phải ra đồng gặt lúa và lo đem lúa về sân. Không một ai rảnh mà dắt tôi đi xem núi, xem chùa, xem Phật hay tìm dấu tích của bài thơ. Một hôm buồn quá, tôi theo một người hàng xóm ra chợ Châu Đốc chơi. Nhân đói bụng, tôi mua vài đồng xu bún nước lèo mà ăn. Không về ở đó nhiễm cái tục nêm bún nước lèo bằng mắm bò hóc. Tôi không quen vị mắm này, mửa một trận tới mật xanh, rồi về nhà phát nóng luôn. Cho đến khi làm mắm xong, má tôi ghé rước về, quá nửa đường mới mạnh. Cái mộng leo núi Sam, viếng chùa Tây An, xem tượng Phật và tìm dấu tích của bài sấm một nước hai vua, mãi đến bây giờ tôi vẫn chưa thực hiện được. Rồi từ có bình lửa đến bây giờ, nhất là mấy tháng gần đây, thì tình hình không cho phép tôi rời Sài Gòn. Về đến nhà thì lớp học bãi, để cho ai nấy sửa soạn ăn Tết. Tết năm ấy tía tôi đưa một sáng kiến. Ông nói rằng bây giờ ít ai biết đọc chữ Nho, dán liễn đối viết bằng chữ Nho không ai đọc thì không có nghĩa, vậy phải viết liễn bằng chữ Quốc ngữ. Lãnh lịnh ấy thằng Hoài mài mực, anh hai tôi và tôi rọc những nẻo giấy hồng đơn, lấy viết chì họa các nét của chữ, rồi lấy bút lông chấm mực tàu mà đồ. Tấm biển treo ngay giữa bàn thờ thì giữa là hai chữ Kế Thế, hai bên là hai chữ Hồ Phủ. Ngay hàng cột cái giữa thì tấm biển Đức Lưu Phương, bên này thì Thiệu Cơ Cầu, bên kia thì Chấn Gia Thanh. Học đã đến lớp nghe sách, anh hai tôi có thể cắt nghĩa những câu Đức Lưu Phương, Thiệu Cơ Cầu, Chấn Gia Thanh. Anh tôi dạy tôi rằng chỉ có cái đức mới để lại danh thơm về sau, thì ý nghĩa của tấm biển là khuyên trong nhà nên lập đức để cho danh thơm lưu lại. Còn cơ là cái thúng, cầu là cái áo bằng da lông con hồ cừu. Thiệu Cơ Cầu là nói con cháu hay nói nghiệp của cha ông. Tỷ như con nhà thợ làm cung giỏi thì tuy không khéo được bằng cha, nhưng cũng suy được ý cha mà bắt chước cách làm cây cung để uốn nắng thanh tre mà làm thành cái thúng. Cũng như con nhà thợ hàng giỏi, tuy không được khéo bằng cha, nhưng cũng có thể mô phỏng được ý của cha mà biết chấp giá loài da để làm áo cầu. Tía tôi chặn ngang nói, tấm biển này tao hỏi, thầy chọn chữ để dạ cho mày là thằng phú đó. Tao vốn làm ruộng giỏi, năm nào cũng trúng mùa. Tao muốn cho mày noi được nghiệp này mà làm ruộng cho trúng để làm giàu. Hồi tao vào đời không có của ông bà để lại, mà một tay làm được khá như vậy. Theo cái đà này mày ráng làm theo, có thể giàu được, đúng như ước mong của tao khi đặt tên phú cho mày. Còn tấm biển Chấn Gia Thanh thì anh hai tôi cắt nghĩa rằng chấn là làm cho phấn phát lên, thanh là tiếng. Chấn Gia Thanh là làm cho danh tiếng của nhà được phấn phát lên. Tía tôi mới nói với tôi, tấm biển này là cho thằng Thuộc. Trong nhà một thằng con trai làm giàu rồi, tao còn mong cho một đứa làm cho danh tiếng nhà được nổi lên. Về sau đến khi anh Phú qua đời, tôi tính sổ lại thì anh chẳng Thiệu Cơ Cầu được chút nào. Làm ruộng anh bỏ bê vợ con làm gì thì làm, nên luôn luôn thất bát. Thời giờ anh dành để đi cờ bạc, mang nợ nần thêm lao tổn mà sanh bệnh lao. Có một thằng con trai chẳng nuôi nổi ăn học, mấy đứa con gái phải tựa vào cô chúng nó. Ấy là cái hy vọng của tía tôi thành ra ảo vọng đối với anh tôi. Còn cái mộng Chấn Gia Thanh của tía tôi đặt cho tôi hồi ở Paris, tôi có thuật lại cho Triều Sơn nghe chơi. Triều Sơn tánh hay trào phúng, để đùa chơi kể chuyện một anh nhà quê miền Bắc, thấy người ta sao mà tên đăng lên báo, và nhờ đó mà danh vọng nổi cùng, nên nghĩ ra cách là ra Hà Nội, nhắm vào ô tô đang chạy mà lao mình vào. Kết quả tuy khỏi chết mà được đưa vào nhà thương, xong phải mang tật suốt đời. Nhưng anh hãnh diện, mua tất cả các tờ báo có đăng tin xe hơi cán anh để dành, trịnh trọng như của quý, hầu khoe với kẻ lạ người quen biết đến danh tiếng của mình tên đã đăng lên báo. Rồi Triều Sơn kết luận, anh mà muốn thực hiện được cái mộng của ông cụ thì tôi bày cho anh cách là gây một scandal quốc tế. Tên anh sẽ được đăng báo khắp nơi. Anh cho mua tất cả các tờ báo ấy, đủ thứ tiếng, đóng một cái hộp quý mà cất vào. Rồi mỗi năm vào ngày kỷ cơm ông cụ, anh đặt hộp báo ấy lên bàn thờ ông cụ và khấn rằng anh đã đáp sở vọng ông cụ mà làm Chấn Gia Thanh. Về đâu, sự nói chơi của Triều Sơn lại hóa ra sự thật. Năm 1957, tôi bị án tử hình.
Tin ấy được các thông tấn xã rao truyền khắp nơi và nhiều tờ báo đăng lên. Rồi một cuộc vận động nổi lên để xin miễn án cho tôi. Quả là một cuộc chấn gia thành vĩ đại. Nằm ở Côn Sơn, nhiều lúc nhớ bạn Triều Sơn, tôi tức cười về câu chuyện trào phúng trên đã thực hiện y như ý muốn của anh. Khác có điều là tôi không tìm mua tất cả các tờ báo đăng khắp đó đầy tên của tôi để đóng vào hộp quý mà đặt lên bàn thờ tía tôi mà khấn vào ngày giỗ. Chương 30. Năm sau anh Năm Cẩn có gửi về một cuốn Kim Dân Kiều. Lúc còn nhỏ tôi chưa biết chú ý đến tên nhà xuất bản và người chú thích, nên bây giờ không nhớ là bản nào. Chỉ nhớ mang máng rằng khổ sách lớn, rất nhiều trang, lời chú rất nhiều. Ở sau lại đăng hàng mấy chục bài thơ vịn đủ các nhân vật trong truyện. Hình như có đối chiếu bản dịch ra tiếng Pháp, song điều này tôi không chắc lắm. Tôi tốn rất nhiều công phu về cuốn Kiều này. Cái ấn tượng đầu tiên của tôi là văn chương hay lắm. Sau khi đọc một lượt đầu đề, hiểu câu chuyện, mỗi ngày tôi đọc lại chừng một chục câu thơ và xem kỹ những lời giải thích, những điển tích chua ở dưới. Tôi nhớ một vài tiểu tiết của bản in này mà tôi không tìm thấy trong tất cả các bản in khác mà về sau tôi được gặp. Một là hễ trong thơ có nói đến việc làm thơ, như lúc nàng Kiều viếng Đàm Tiên, như lúc trong mộng nàng Kiều trao thơ cho hội chủ, như lúc nàng Kiều bị thúc ông Kiện mà bắt buộc có làm thơ, thì trong bản in đều có chép tất cả các bài thơ ấy. Một tiểu tiết thứ hai là lời chú cặn kẽ lắm, như câu dành ngoài 7 chữ, dành trong 8 nghề thì có lời chú rất dài. Lúc ấy tôi mới có đến 9 tuổi ta nên không hiểu 8 nghề ấy ra làm sao. Mà dầu có phân biệt rành rẽ, bây giờ tôi chỉ còn có nhớ 6 trường hợp: trường, đoạn, đại tiểu, cấp, hoảng, mà quên phức 2 trường hợp chót. Và tôi cũng không hiểu những câu thiệu dạy 8 nghề. Nhưng mờ mờ tôi cảm thấy là nói chuyện tục tiểu nên không dám đem hỏi người lớn đàng hoàng. Học hết cuốn Kiều mà vẫn ức về những lời giải úp mở. Một hôm trong nhà cậu tôi có đám người làm công trẻ tre vót nang đương đác sau hè. Tôi lần là hỏi câu Kiều ấy nghĩa làm sao. Có anh thợ cười tôi, chê là học chi văn chương của Kiều là thứ văn chương còn hạ đẳng, thua hẳn văn chương bình dân. Rồi anh đọc một hơi mấy chục câu thiệu: nào khỉ già dòm giếng, nào ghe bầu nhảy sóng, nào núp gò mối đâm heo. Mỗi câu thiệu đọc qua thì cả thải cười rộ, mà tôi cũng không biết ý nghĩa ra làm sao cả. Việc tôi học thiệu này thấu tới tai tía tôi bị một trận đòn lứ lừ vì tôi lân la với bọn vô giáo dục và muốn theo con đường vô giáo dục. Bị đòn mà tôi thấy bất công. Tại sao văn chương bình dân của mấy anh thợ bị cấm như vậy mà văn chương của Kiều lại được in vào sách để dạy đời? Mấy ngày sau đợi tía tôi hết giận, tôi mới đặt nỗi thắc mắc ấy. Tía tôi mới hay rằng tôi đã nghiên cứu Kiều. Ông lại rầy tôi một trận tơi bời. Tía tôi mới thuật lại lời của mấy ông thầy Huế thường theo ghe bầu vào mà bán thuốc cao, hoàng nàn hay tìm chỗ dạy học, đã kể chuyện những ông nghèo nào đó đã viết báo công kích truyện Kiều và cho đó là thứ văn chương đầu độc. Tôi lại lén tía tôi mà đọc Kiều một lần nữa, thấy quả như lời của các thầy Huế nói với tía tôi. Tôi ghét Kiều từ đó. Và càng lớn lên, sự ghét này nhen nhúm vì trận đòn, chỉ có tăng mà không giảm. Rồi tôi bắt chước làm một bài thơ 8 câu để vịn Kiều, lẽ cố nhiên là để chửi Kiều. Này tôi không còn nhớ bài thơ ấy ra sao, nhưng đó là bài thơ đầu tiên, chắc chắn là sai niêm luật, ý tứ thô thiển, đối không chỉnh, không có giá trị. Rồi tôi làm thêm một bài khác để chửi Kim Trọng. Đi học thì chỉ lo o mèo, ráng lắm mới đỗ đạt thì không làm gì cho xã hội nhân quần nhờ, mà vẫn si tình với một ả giang hồ. Ấn tượng của tuổi trẻ này đến lớn tôi còn giữ mãi. Năm 1942, khi chúng tôi bị nhốt ở Côn Đảo, có xảy ra cái dịch học Kiều. Tất cả tù chính trị đua nhau mà học thuộc lòng Kiều, mỗi ngày vài chục câu, anh nào anh ấy thuộc lào lào. Chỉ có Trần Văn Thạch và tôi không bị cái dịch ấy truyền nhiễm. Anh Thạch nhái Kiều mà cắt nghĩa tại sao anh không chịu học Kiều. Ai hỏi thì anh đáp: 15 năm ấy biết bao di trùng. Với cái giọng châm biếm và trào phúng của tác giả những mẫu chuyện Đính Cúc đã đăng trong báo La Lutte. Chương 31. Thôi đọc Kiều, vì vừa bị rầy vừa không ưa, tôi lại có món khác để tiêu khiển. Năm ấy có người gánh vào xóm tôi những cuốn kinh thánh mà bán. Mỗi cuốn mỏng mỏng độ 6-7 xu, kể cũng rẻ, nên tôi xin tiền mua trọn bộ.
Tôi đọc mê say, không phải mê những giáo điều mà từ ấy nhẫn nay tôi vẫn chưa chấp nhận, lại mê cảnh khía văn chương của các sách ấy. Những giáo điều cao thâm của tôn giáo ấy, Giêsu đã mượn những ngụ ngôn mà dẫn dụ cho muôn ngàn người, dầu thất học đến đâu cũng có thể lãnh hội. Tôi rất thích lối văn ngụ ngôn này, cả cái thể tài fable lẫn lối văn parable. Những chuyện ngắn của tôi viết sau này, hoặc như chuyện Con thằng lằn chọn nghiệp, Nàng mọt sách và những chuyện gồm đăng trong tập Quả trứng thần, chịu ảnh hưởng rất nhiều của văn chương kinh thánh mà tôi đã đọc thuở ấy. Cũng vào lúc ấy, tôi được làm thính giả của một cuộc tranh biện về lý thuyết văn nghệ. Hôm ấy nhà cậu Sáu tôi có dỗ. Khách đàn ông ở nhà trên là những nhà tai mắt, toàn là nhà cụ học, khăn đen áo dài, coi nho nhã lắm, mà khi cãi nhau cũng hăng, cũng sôi nổi như các sinh viên bây giờ. Tôi dựa cột nhà mà nghe, mà hứng thú, như nay được làm thính giả của một cuộc tranh biện chính trị. Hôm ấy các cụ cãi nhau về vấn đề Tôn Thọ Tường, Phan Văn Trị. Phái binh Tôn Thọ Tường thì chú trọng về hình thức, cho rằng chữ gọt điêu luyện hơn, văn bóng bẩy hơn, rồi đọc từng bài thơ mà phân tích cái đẹp của văn, cái hay của lời. Phái binh Phan Văn Trị thì nắm phần tư tưởng, phần nội dung, quả quyết rằng Phan Văn Trị mới có được cái hạo nhiên chánh khí của đạo nho, và cũng đọc lên những bài thơ mà chứng minh cho lập luận của mình. Quả là một cuộc tranh biện giữa hai phái nghệ thuật vị nghệ thuật và nghệ thuật vị nhân sinh. Năm 1935-1936, ở xứ ta có xảy ra cuộc tranh biện giữa một bên là Hoài Thanh và Lưu Trọng Lư, một bên là phái Khuynh Tả. Bây giờ tôi cũng đứng ngoài giữa cột mà nghe, mà không khỏi so sánh hai cuộc tranh biện cách nhau gần 20 năm. Rồi hiện nay, cuộc tranh đấu giữa hai phái, nay mượn tên là giữa những nhà văn và những người dùng văn, vẫn chưa chấm dứt. Tuy giữa cột mà nghe, tôi đã có sẵn thái độ. Bằng trận đòn mà tía tôi đánh tôi để răng tôi về kiều, tía tôi đã lái tôi vào phía nghệ thuật vị nhân sinh. Và tôi đã làm hai bài thơ nhập ngũ. Năm ấy, tôi thiên hẳn về phe Phan Văn Trị. Cái lý do chánh xua tôi đứng về phe Phan Văn Trị tôi đã nói ở trước rồi, mà hãy còn một lý do phụ nhưng không kém phần quan trọng, là nhân câu chuyện qua lại, tôi lại học thêm một việc, là tỉnh Cần Thơ đếm đã được hai kỳ tài trong làng văn. Một là ông thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa, tác giả tuồng Kim Thạch Kỳ Duyên và người ở Bình Thủy. Hai là ông cử nhân Phan Văn Trị, người ở làng Nhân Ái. Điều ấy làm hãnh diện cho tất cả các cụ có mặt trong bữa tiệc, ngay đến những cụ bên vực cho Tôn Thọ Tường. Tuy nhiên tôi cũng lấy làm hãnh diện theo. Ông cả làng Trường Thạnh tôi là ông cả Hiển nói một câu làm cho tôi rất để ý, rằng trong tỉnh Cần Thơ mình có bốn làng giàu có và đông dân hơn hết là làng Tân An, làng Thường Thạnh, làng Long Tuyền và làng Nhân Ái. Hai làng sau đã có người làm rỡ mặt làng trong văn đàn. Vậy chừng nào đến phiên làng Thường Thạnh mình và làng Tân An? Kẻ chú ý đến câu nói của ông cả Hiển lúc ấy có lẽ là tôi. Tôi nuôi mộng viết văn từ hồi ấy, để có thể làm một đứa con của làng Thường Thạnh mà góp mặt vào làng văn. Mộng thì nuôi nấng từ hồi đếm đầy 8 năm tròn, mà mấy chục năm nay có thực hiện nó chăng? Trong 35 năm tôi bôi mực lên giấy khá nhiều. Sau khi đậy nắp quan tài rồi, tôi sẽ còn để lại một tác phẩm nào làm cho vong hồn ông cả Hiển gật đầu cho là được, để góp phần vào văn chương do một đứa con của làng Thường Thạnh dâng lên. Chương 32. Vào dịp bãi trường mùa hè năm 1918, anh Năm Cẩn từ Hà Nội đi tàu về chơi. Cậu Sáu cho người ra Cần Thơ đón anh. Về tới nhà là vừa chạng vạng, người ta bu lại hỏi thăm về Hà Nội xa xăm. Anh về với một cái rương to chứa những nghệ phẩm quý mà trong Nam không có. Thiên hạ trầm trồ, chia nhau xem những hộp, những bình. Còn tôi mê say xem một cây đờn vĩ cầm và một cây đờn mandolin. Thấy hình dốc rất mới lạ mà chẳng biết âm thanh ra thế nào. Thấy tôi mừng mê, anh cười nói: "Thằng Thuộc, mày muốn học làm nhạc sĩ không?" Để đãi cái cười tủm tỉm của tôi, anh Năm Cẩn lấy hai cây đờn ra khỏi hộp, rao trơi mỗi cây vài câu, làm cho tôi mê say những âm mà tiếng cò, tiếng kìm chưa hề đem lại được. Hà Nội đem lại trong óc tôi mơ mộng huyền ảo về nghệ thuật, văn chương, âm nhạc. Tôi hẹn lòng tôi, làm sao lớn lên tôi sẽ ráng làm được như anh Năm Cẩn mà được ra Hà Nội để học. Vài hôm sau tôi theo thỏ thẻ,
hỏi làm cách nào để có thể ra Hà Nội học. Anh vạch cho tôi thấy rằng nghèo thì có con đường là học thiệt giỏi để lấy học bổng mà đi học. Ban đầu học 3 năm ở trường sơ học, kế đó học 4 năm ở ban thành chung, sau cùng 3 năm ở trường cao đẳng Hà Nội. Chỉ công phu trong 10 năm, tốn chút ít tiền để sắm quần áo, để sắm sách vở và tiêu vặt, còn thì bao nhiêu nhờ vào học bổng. Tôi thấy tạm tạm được. Nhưng rồi anh hỏi: "Mày muốn ra Hà Nội để học nghề gì?" Tôi đáp rằng: "Tôi chưa biết muốn học nghề gì cả. Tôi chỉ muốn học làm sao viết văn cho hay, để sau này làng Thường Thạnh có một người vào làng văn như Thủ Khoa Nghĩa hay ông Cử Trị." Anh vỗ đầu tôi cười lớn nói: "Nhà nước cho học bổng chỉ cho kẻ nào làm việc cho họ thôi, đâu có thứ học bổng cho những người như mày học để viết văn chơi." Tôi vỡ mộng, mà cũng buồn tủi cho một hoạt động không được nhà nước đỡ đầu. Lớn lên tôi biết rằng nhà nước khi ấy là một nhà nước đô hộ, chỉ cần có tay sai, chứ cần chi người tô điểm cho văn chương của dân Việt. Tôi tự an ủi bằng cái lý đó. Nhưng bây giờ tôi cũng chưa thấy có học bổng để đào tạo nhà văn cho xứ sở. Tôi cảm thấy rằng từ mấy chục năm nay nước mình chưa tiến được là bao. Chương 33. Rồng Nam phun bạc đã đánh đổ được Đức Tặc. Trác chạy về làng cho hay tin đình chiến và hạ lệnh cho làng nào có ghe đua nên chuẩn bị tập dượt để tham gia vào lễ thắng trận. Ngày nào tía tôi cũng lo điều khiển sự tập dượt này. Chiếc ghe đua của cậu Sáu tôi được hạ xuống nước. Các đinh tráng, mỗi người lãnh một cây dầm có sơn màu rằn ri, ngồi dọc theo hai be ghe. Bác Năm Có to lớn như một thiên thần, đứng cầm cái dầm to như cái chèo mà giữ lái. Tía tôi đứng giữa ghe, cầm cái cồn mà đánh, gõ nhịp cho cái dầm bỏ một lượt và tùy theo hiệu lệnh của tiếng cồn mà bơi nhặt hay khoan. Lũ trẻ chúng tôi chạy bộ trên hai mé rạch để đua sức của bộ giò mình với sự trường tới của chiếc ghe lường dài, mình thon như con lương. Má tôi cấp tóc may cho tôi một bộ đồ mới để mà mặc đi dự lễ thắng trận. Tỉnh đã hạ lệnh cho mỗi tổng làm một bè thủy lục. Chiếc bè của tổng Thường Phước ở trong ngọn rạch đã theo nước ròng mà thả ra trước, làm chúng tôi nôn quá chừng. Khuya hôm sau tôi theo cậu Sáu tôi mà ngồi trong chiếc ghe hầu của cậu. Tôi ra chợ Cần Thơ lần thứ nhất, thấy thành phố rộng mênh mông, sông Hậu Giang to, bờ bên kia ngó mút con mắt. Trên sông không biết bao nhiêu là ghe hầu, ghe mui ống bằng thiết, mui lá, ghe cà vơm, ghe tam bản và xuồng. Đối với Châu Thành nối đuôi nhau là 10 chiếc bè thủy lục của 10 tổng. Cái thì bông một thành quách, cái thì bông một cung điện, cái thì bông con phụng, cái thì bông con lân. Có một cái bông hình rồng nam phun bạc đánh đổ Đức Tặc. Tôi được lên bờ theo người dắt mặt coi các trò leo cây, thoa mỡ bò, đập nồi, nhảy bao, cạp chảo. Và lần thứ nhất tôi được thấy Tây và Đầm. Nước da trắng hồng của họ, màu mắt đục đục, màu tóc hoe hoe, làm cho tôi làm lạ vô cùng. Người dắt kéo tôi sáp lại gần, tôi nghe được lời họ nói qua lại. Người dắt lại còn xúi tôi trăm tiếng Tây với họ nữa. Đến trưa để tránh việc nấu nướng, chúng tôi lại được ăn bánh mì với đường. Từ 3 năm tôi đã học chữ Tây. Học thì học vậy nhưng tôi chẳng biết là gì. Nay tôi mới bắt đầu tiếp xúc với dân minh Tây phương, ngang qua những người mũi cao, mắt đục, tóc hoe, da trắng, và không ăn cơm lại ăn bánh mì. Đến xế thì có cuộc đua ghe. Bởi có nhiều ghe đua nên phải tổ chức thành nhiều đợt. Mỗi đợt chọn 2 chiếc được thứ nhì để tham gia vào cuộc đua hội. Mãi đến tối cuộc thi đua ghe mới xong. Sau một tiệc bánh mì nữa, chúng tôi lại ngồi ghe thả rề rề theo các bè thủy lục mà xem các trò chơi diễn trên ấy. Bè nào cũng đốt đèn sáng trưng, nối khích nhau cả mấy ngàn cái, làm cho bè đẹp hơn lúc ban ngày nhiều. Trên mỗi bè có nhạc, nhạc Việt, nhạc Tiều hay nhạc ngũ âm của Cao Miên. Trò chơi cũng lắm, nhớ không hết. Có một cái trò làm cho tôi chú ý hơn hết là trò đánh giặc, diễn nơi bè có bông thành quách. Trong thành có đặt súng thần công bắn vào để thủ. Ngoài thành có súng thần công bắn vào để công. Ngoài tổ chức leo thành vào, trong tổ chức leo lên mặt thành mà cự lại. Súng bắn rầm rầm chát chúa tai. Tía tôi cắt nghĩa cho tôi nghe họ chế súng thần công này bằng cách nào. Ống tre lớn dùng làm cây súng, thục cát mắt, chỉ chừa một để chứa nước lại. Nơi đó bên cạnh ống tre có khoét một cái lỗ để đốt ngòi. Trong nước có bỏ khí đá. Khí đá vào nước bốc hơi lên trộn với không khí,
cứ phất rội qua thì nổ một cái rầm. Sau này tôi có dịp nói chuyện với một bạn từng chỉ huy kháng chiến chống Pháp vào đầu năm 1945. Người thuật lại rằng khi quân đội Pháp rần rộ kéo tới thì chính anh ta đã tạo ra mấy chục cây súng thần công khí đá này, đặt ở các gian rừng mà bắn rầm rầm, làm cho tướng Pháp kinh hồn, tưởng đâu bộ đội Anh có nhiều trọng pháo nên rút lui. Nghĩ ra người Việt mình cũng có nhiều sáng kiến, chỉ tiếc rằng ý thì có mà không đủ kiên nhẫn để khai thác sáng kiến đến tận cùng. Chương 34. Chiến tranh ở trời Âu dứt. Gần Tết, một người lính Tùng Chinh được về, đó là anh Tư Cao. Anh Tư Cao về với một cái calo bằng nỉ dày màu xám, một cái áo choàng dày và nặng vô cùng, một bộ đồ nỉ và hai đôi giày có đóng đinh, một ba lô vác lưng và nhất là một cái quẹt máy. Quẹt máy lúc đó không được tinh xảo như bây giờ, chưa biết dùng xăng chứa mà làm cho quẹt nhạy, và có một cái tim tròn dài 3-4 tấc. Khi quẹt thì xô cho tim lòi ra, quẹt xẹt tia lửa vào đầu tim cho nó ngúng mà đốt thuốc, rồi rút tim xuống cho nó tắt. Từ nhỏ tôi có thấy được cái quẹt máy như vậy đâu. Tôi đi từ lạ lùng này đến lạ lùng khác. Anh Tư Cao thuật rằng đi Tây phải vượt biển, có khi cả 10 ngày mà không thấy bờ ở đâu, rồi phải trải qua không biết bao nhiêu xứ, gặp đủ giống người. Và ở Tây, nhà cao 5-6 tầng, người đông như kiến cỏ. Anh thuật những lúc mới qua còn ở nhà quê mà tập luyện, mấy giờ nghỉ phép vào nhà quê mà chơi với tay đầm, rồi những trận đánh mà anh được tham gia. Đến trận Vạc Đôn, bị bắt làm tù binh, anh ở luôn bên Đức cho tới ngày đình chiến, được trả về Pháp rồi đưa về xứ. Bây giờ tôi hết mê Hà Nội, tôi lại mong ước được đến những nơi chân trời xa xăm mà anh Tư Cao đã tả. Bữa nào tôi cũng xuống ông cửu mà nghe kể chuyện bên Tây, bên Đức. Việc anh lính Tùng Chinh về làng, ngoài những thú vị lạ lùng mà tôi đã kể trên, đã đem lại cho tôi một trận đòn khá khá. Số là trong gia đình anh Tư Cao chỉ có một người em trai ruột tên là anh Tám Tiên. Hai anh em hưởng của cha mẹ một cái nhà lá và 3 mẫu vườn ruộng trong ngọn rạch ông cửu. Khi được làng chọn làm lính tình nguyện thì anh Tư Cao có một người vợ có bầu. Anh ra đi, chị Tư ở lại nhà với em chồng. Trong mấy năm vật vã, không ai nghĩ tới gia đình ở trong hốc này. Khi anh lính Tùng Chinh về thì có chuyện. Số là năm 1916, anh Tư Cao bị bắt làm tù binh, nhưng cấp chỉ huy Pháp lầm, chạy giấy về làng cho hay rằng anh đã tử trận. Chị Tư Cao lập bàn thờ để tang cho chồng, rồi không ai biết làm sao, lối sớm thấy lần lần chị mang bầu và sanh ra một đứa con. Lối sớm nghi là chị đã lấy anh Tám Tiên, xong không ai nói cười gì, nghĩ rằng chấp nối như vậy cũng tiện cho tương lai của đứa con anh Cao. Chẳng dè hết giặc trở về, anh Tư Cao đặt cho chị một vấn đề lương tâm. Tôi không nghe tận tai câu chuyện ra sao, xong lối sớm đó sầm xì với nhau rằng khi về anh Cao có gọi vợ và em lại mà rầy việc loạn luôn. Và chị Cao tự bào chữa rằng khi nghe anh tử trận, chị thấy rằng muốn sống chị cần phải lấy chồng khác, mà đeo theo một đứa con nhỏ, có ma nào thèm lấy chị bao giờ. Giả lại xử trí làm sao với đứa con, tương lai nó sẽ ra sao nếu chú nó không đùm bọc và về sau chia ruộng vườn lại cho nó. Vì lẽ đó mà chị tính, hễ lấy chồng thì lấy ai cũng được, miễn bảo toàn cho con mà thôi. Nên chị chịu tội chủ mưu lấy đứa em chồng để chú nuôi cháu một thể. Còn về phần anh Tám Tiên thì anh tự biện hộ bằng cách đổ tội rằng chị Tư Cao đã khiêu dâm anh. Nghe lời biện hộ, anh Tư Cao xử một cách quân tử, bắt đứa con của anh nuôi, ra tòa bố xin khẩn đất trong xẻ môn, để lại vợ cũ ở luôn với thằng em và cho luôn cái gia tài do cha mẹ để lại. Lúc ấy tôi thấy câu chuyện ngộ ngộ, muốn mượn làm cốt cho một tiểu thuyết, nhưng thắc mắc mãi không biết chị Tư Cao đã khiêu dâm anh Tám Tiên bằng cách nào. Tôi đành hỏi những vị cố vấn của tôi là những bạn bè làm công cho cậu Sáu. Không biết ai mét tới tai tía tôi mà tôi bị gọi nằm xuống để lãnh 20 roi vào mông về cái tội hỏi bằng cách nào một người đàn bà khiêu dâm một người đàn ông được. Lần thứ hai, cái mộng văn chương của tôi phải xây đắp bằng một hy sinh. Nếu lửa thiên không cháy mạnh trong lòng, có lẽ tôi đã bỏ cuộc ngay hồi đầu năm 1919. Chương 35. Năm 1919 này, má tôi sanh ra đứa em gái út. Anh hai tôi cưới vợ lần đầu và gia đình tôi sa sút từ đó. Tía tôi dốt nát, xong thích chọn dâu nơi con nhà thi lễ. Bên xuôi gái là một nhà nho túc học, làm chức hương văn của làng,
nên đám cưới rất linh đình. Vét hết tiền nổi trong nhà ra để đãi đặng hai họ, trong khi rước con dâu quý. Không dè tí tôi mắc mưu của vị túc nho ấy. Đàn gái muốn bắt rễ, mà nếu đặt trước điều kiện ấy thì biết chắc rằng tía tôi không chịu, nên lập tâm dạy cho chị dâu tôi làm đủ trò để về nhà cha mẹ và xỏ mũi cho anh tôi theo ở bên ấy. Sau đám cưới đến ngày dở mâm trầu thì chưa sao. Khi dở mâm trầu rồi về đến nhà thì chị giả điên nói xàm, bắt ấn giải vào ai sắp lại gần, rồi xuống xuồng bảo người ta đưa về cha mẹ. Bên ấy lại đóng kịch đưa trở ra và yêu cầu bên tía tôi rước thầy trị bệnh điên. Tía tôi vốn ghét thầy Pháp và chẳng tin chút nào, nhưng không biết làm sao cũng phải rước thầy cho lập trận, cho lên cồn lên trống, cho ếm bùa, cho ngồi đồng mà điên vẫn điên. Lạ một điều là đưa về cha mẹ chị thì chị tỉnh. Ông xui gái lại đưa cái lập luận rằng nhà tôi có quỷ dữ lắm, thầy Pháp trị không nổi và kỵ với tuổi chị dâu tôi, và kết luận rằng hai vợ chồng anh hai tôi phải về nhà mà ở với ổng. Tía tôi nào có tin ma quỷ, biết chắc rằng mình bị lừa, một mực chống đối lại. Cuộc tranh đấu kéo dài cả năm với đủ mọi hình thức có thể tưởng tượng ở trong nhà quê. Kết luận là anh đi đàn anh, chị về nhà chị. Chị tôi mất bên chúng tôi hơn 1.000 đồng bạc, một số tiền kết xù vào thời đó. Năm ấy cũng là năm mà tôi thôi học với người anh, con rể của cậu Sáu tôi. Duyên do là lớp chúng tôi đã học hết chương trình lớp 2 và bốn chị lên Sài Gòn mà vào trường Nhà Trắng. Không đủ số học trò để đảm bảo một số tiền thâu tối thiểu, anh thầy giáo giải tán lớp học và đi làm ruộng ở xa. Các chị tôi lo đi Sài Gòn, má tôi lo cho tôi ra Cần Thơ mà học. Áo quần may sẵn cả. Má tôi ra Ngọn Rạch thăm tướng, nơi có người quen để thương lượng chỗ ăn, chỗ ở cho tôi. Tôi nuôi cái hy vọng vào được lớp nhất trường tỉnh. Đi theo xuồng của má tôi mà ra vô không biết mấy chuyến. Đốc học bằng lòng nhận cho tôi vào lớp nhất với điều kiện nộp đủ khai sinh và thi thử vào. Má tôi nhờ chỉ mà qua tòa án, đến phòng lục sự mà sao lục khai sinh tôi. Lo hết 3 đồng bạc cho thầy ký lục mà không sao tìm ra được khai sinh của Hồ Văn Thuộc. Ấy là vỡ mộng. Tôi đành về với mẹ, với mấy đường câu, với mấy cái lờ và những bông điên điển, bông súng, củ co. Qua mùa nước, mất hy vọng cho tôi đeo đuổi trường nhà nước để có thể giật bằng thành chung mà làm giá tổng, hay ra Hà Nội mà học thêm để làm trường tiền, làm phủ, huyện. Tía tôi nuôi một cái mộng nhỏ hơn. Anh Hai Cang, con trưởng của cậu Sáu tôi, vạch cho tía tôi cái mộng ấy. Anh lập luận rằng chữ Quốc ngữ và chữ Tây tôi đã đủ xài rồi, thì nên cho đi học chữ Nho cho khá đi, rồi đi qua Rạch Giá hay xuống Cà Mau tìm một chân biện tổng, mà lựa nhà có con gái xứng với tôi. Sau vài năm thầy cai thương, gả con bắt rễ, tôi sẽ nương thế bên vợ mà làm làng, rồi lần lần leo lên làm thầy phó, thầy cai, rồi tranh hội đồng địa hạt, và nếu có tài và có của, có thể tranh hội đồng quản hạt. Cái mộng ấy quyến rũ tía tôi vì đã vạch một lối cho thằng con trai ông len lỏi mà thoát được số phận nông dân, nên ông ưng ý lắm. Sau khi ở nhà Việt nói chuyện với ông chủ kê rồi, tía tôi sai tôi ra mà xem xét có thể đi học chữ Nho không. Ông thầy Đồ, người Quảng Nam, mở lớp ở trại ghe của ông chủ kê. Học trò chia ra làm 3 lớp. Lớp lớn nghe sách, lớp giữa học minh tâm bảo giám, lớp chót học vỡ lòng. Phương pháp của thầy là chỉ dạy lớp nghe sách mà thôi. Học trò lớp này chỉ lại học trò lớp giữa, và học trò lớp giữa chỉ lại cho học trò lớp chót. Mặc dầu tôi thuộc nằm lòng những sách mà anh hai tôi đã đọc, đã học như két, mà tôi chẳng biết mặt của một chữ nào. Vì vậy mà tôi phải vào lớp chót. Vào lớp chót tôi phải chịu sự dìu dắt của một học trò lớp giữa cắt ra để làm thầy tôi, là đứa con gái của ông chủ kê. Nàng ấy 1 tuổi với tôi, mặc quần áo Hàn, thắt dây lưng đào thả thòng phất phơ, tóc cài thả xõa sau lưng, có vẻ tiểu thơ lắm. Nàng thì đọc danh dách. Hôm ấy tôi nhớ là bài thơ khắc trong mộ bia của vợ Châu Hải Thần, với giọng thánh thót, nàng ngâm: Thanh thảo trì biên nhất cổ khâu, thiên niên mai cốt bất mai tu, đinh ninh ký ngữ nhân gian phụ, tự cổ tàu khương đáo bạch đầu. Chốc chốc nàng lại nghiêng bên tôi mà không chờ tôi hỏi, chỉ vào tập vở tôi mà nhắc: Thiên chi sơ, tánh bổn thiện. Hồi nào tới giờ tôi thường học chung với con gái, phần đông lớn tuổi hơn tôi mà thải đều thua sút tôi. Lần này tôi lại gặp một cô thầy 1 tuổi với tôi, có vẻ kiêu kiêu,
lòng tự ái tôi bị tổn nặng. Đến trưa về ăn cơm, tôi không trở lại lớp học chữ nho nữa, và cái mộng làm biển tổng ở Rạch Giá, Cà Mau đành tan vậy. Tôi ở nhà gần suốt niên học, hết theo ruộng thì làm rẫy. Khi mưa bắt đầu rơi xuống năm 1920, một nhà giàu ở xóm tôi và có ruộng lớn bên Rạch Giá chở mấy chục trâu ở bên ấy về cầm. Dùm tôi không có làm ruộng cày nên ít khi gặp trâu. Nay có trâu cả bầy, tha hồ cho bọn con nít trang lưới với tôi theo mà chơi trâu. Một hôm tôi đang ngồi trên lưng một con trâu thì có một con khác dậy cổ nên hăng đến chọi với con trâu mà tôi đang cởi. Tôi lính quýnh không dám leo xuống vì sợ bị trâu đạp, bám mãi trên lưng mà chịu và chờ. Chẳng dè trâu tôi cởi lại thua, co giò chạy bon bon. Con trâu kia rượt theo khích làm tôi càng sợ hãi. May thay trâu chạy sắp gần tới một đống rơm, tôi cành đến nơi thì nhảy đại vào đống rơm mà thoát cơn nguy hiểm, để cho hai con trâu rượt nhau. Việc ấy tới tai tía tôi, ông thấy để tôi lêu lỏng theo trâu theo bò không được, bèn hạ lệnh cho tôi đi học lại để đừng quên chữ. Tôi lại trở vào cái trường Cái Muồn để học lại lần thứ ba lớp dự bị. Chương 36. Đến tháng 9, chẳng lẽ trở lại trường làng ở Cái Muồn mà học lại lần thứ tư ở lớp dự bị nữa. Tôi năn nỉ tía má tôi cho tôi ra trường tổng ở Cái Răng. Má tôi lo tìm chỗ trọ cho tôi và dắt tôi xin nhập học. Bằng vào tuổi tôi, ông hiệu trưởng cho tôi vào lớp nhì trường tổng. Lúc ấy, các thầy giáo đều dựa vào tạp chí Sư Phạm Học Khoa mà cho bài làm bài học, mà bộ biên tập lúc ấy lại làm biến, mỗi năm cứ chép bài cũ mà đăng vào. Sau một tuần ở lớp nhì, tôi thấy tôi nhai lại toàn những bả mà tôi đã hít nước 3 lần rồi. Chủ nhật tôi lật đật về nhà khóc lóc với tía tôi, nói rằng học tới 4 lần lớp dự bị thì chán lắm, thà ở nhà làm ruộng còn hơn. Tía tôi phải đích thân một áo dài đội khăn đen ra chợ mà mua 2 mâm quà, nào rượu, nào trà, nào mứt bánh, và bảo tôi bưng đến nhà ông hiệu trưởng. Tôi phải lại ông hiệu trưởng để cho tía tôi cắt nghĩa tình cảnh và tâm trạng của tôi. Ông hiệu trưởng vui lòng cho tôi lên lớp nhất, với điều kiện là tía tôi phải nói cho ông thầy lớp nhì, để cho ông đừng buồn mà có mặc cảm rằng tôi chê ông không đủ sức dạy. Lại một lần lạy và một lần cắt nghĩa, ông thầy lớp nhì vui lòng hiểu tình trạng của tôi và tôi được lên lớp nhất, học lại lần thứ hai chương trình lớp sơ đẳng. Vì học lại lần thứ hai nên tôi không có khó nhọc, bài làm tôi làm rất mau xong. Bài học thì sau khi nghe thầy cắt nghĩa ở trường tôi đã thuộc, nên khi về nhà trọ tôi rất rộng thời giờ để lêu lỏng mà chơi rong. Lúc ấy có gánh hát bội neo tại chợ Cái Răng mà hát hoài, đêm nào tôi cũng coi hát. Không có tiền nhiều mà làm sao tôi coi hát mỗi đêm được. Số là lúc ấy phong trào cải lương vừa hiện ra, ảnh hưởng rất mạnh trong dân chúng và thay đổi đến nghệ thuật của hát bội. Người ta đua nhau mà chép những bài ca cải lương và hưởng ứng phong trào. Tôi chép từ tập này sang tập kia những bài ca hành dân, lưu thủy, bình bán. Và trong cuộc săn bài ca mới để chép, tôi đã làm quen được với một cô đào hát bội. Nay tôi không còn nhớ cô tên gì, chỉ còn ấn tượng rằng lúc ấy cô chừng 18 tuổi, nhan sắc có mà ca hát rất hay. Quả là đào số 1 của gánh. Nhưng cô lại không biết chữ nên nhờ tôi chép cho bài ca và dạy cô học lại cho thuộc lòng. Nhờ quen với Đào Nhất và được Đào Nhất dẫn vô, đêm nào tôi cũng đi coi hát cọp. Tôi còn giữ ấn tượng của buổi hát tuồng Cửu Nhĩ Phi Long thêu chân Châu Kỳ. Cô Đào đóng vai công chúa, khi nàng ngồi thêu chiên trống êm phăng phắc, tiếng trống chầu cũng ngừng, chỉ có tiếng của 2 cây đờn cò thêm tiếng của đờn kìm, và nàng cất tiếng ca một bài Trường Tương Tư mà tôi đã chép giùm và dạy nàng hồi trưa. Thuở ấy người ta không biết vỗ tay để hoan nghênh như bây giờ, nhưng câu nào ngâm lên mà nghe mùi thì bạc đồng bạc cắt rơi đầy sân khấu. Tôi cũng hãnh diện thầm về sự thành công đó. Một hôm có gánh cải lương hát ngoài Cần Thơ, nhiều người ở chợ Cái Răng bao xe kiến ra xem. Không biết làm sao mà tôi xem vào trong một xe như vậy. Nay tôi không nhớ là ban nào, song tuồng hát thì tôi nhớ là tuồng Trang Tử Cổ Bồn. Xem xong tôi thấy mê cải lương, tính học đờn học ca để đặt tuồng hát bài ca. Lúc ấy là lúc giọng cổ vừa ra đời, và đâu đâu người ta hát Từ Đưa Phu Tướng 2 nhịp. Đến bây giờ mỗi câu giọng cổ không biết bao nhiêu nhịp mà nói, nhưng mỗi lần nghe 6 câu tôi sực nhớ cái mộng làm thầy tuồng hồi lúc nhỏ của tôi. Nhưng tôi phải bỏ ngang cái mộng này,
vì việc tôi mê cải lương thấu tới tai tía má tôi. Tía tôi không cho tôi ở trọ ngoài chợ mà đam mê theo hát, lại chọn một chỗ ở trọ cách xa chợ hơn 150 thước, lại cách xa thêm một cái đò. Đi học rồi thì bó chân ở nhà, không leo lỏng la cà đâu được. Bị đài vào đây, tưởng đâu yên thân. Không về chủ nhà thấy cảnh hẹp hòi và ồn ào, gửi tôi ngủ nơi một cái am chùa cất sau vườn bên gian ruộng để tu một mình. Chương trình của tôi từ đó là sớm vào 5 giờ đã thức dậy vì tiếng chuông, tiếng mõ, tiếng kinh kệ. Sáng ra đi học, trưa về ăn cơm ngoài nhà, rồi rút vào am cho đến lúc đi học chiều. Sau bữa cơm chiều lại rút vào am nghe chuông nghe mõ nữa. Tôi ở đó gần 2 năm, không tu mà hóa ra nhiễm được văn hóa nhà Phật. Chương 37. Trong gần 2 năm tôi nhiễm văn hóa nhà Phật, kinh tụng thảy là chữ Hán. Ban đầu tôi nghe nhưng không hiểu chi cả. Tôi mượn một tập thơ Lục Bát, mỗi câu dạy được 7 chữ Hán với nghĩa của nó. Tôi không học mặt chữ Nho, khỏi mất thì giờ, tôi chỉ học tiếng và nghĩa. Chẳng bao lâu hiểu được nghĩa của mấy ngàn chữ, và khi nghe kinh, tôi bắt đầu hiểu mang máng. Những kinh được tụng là Di Đà, Hồng Danh, Du Lan, Kim Cang, tôi hơi hiểu qua loa. Nhưng lúc nghỉ trưa, chủ am lại lấy Diệu Pháp Liên Hoa kinh mà dịch ra ít trang và đọc cho tôi chép lại bằng chữ Quốc ngữ. Phật học của tôi chỉ có chừng đó, một cái học thô thiển của một đứa trẻ lên 10, 11, không chú tâm và dường như gắng gượng. Trong lúc ấy những điều tôi nghe từ nhỏ về đạo Bửu Sơn Kỳ Hương nhắc lại một mớ ý kiến về sự chỉnh lại Phật Pháp và Hội Long Hoa. Vì vậy mà mặc dầu chủ am cố gắng biến tôi thành một sải con, tôi chẳng dấn thân vào cửa Phật. Năm ấy có lần tôi lãnh một bài học khiêm tốn đáng đích. Thấy nhiều bạn trong lớp có chữ lót đẹp giữa họ và tên, tôi cảm thấy chữ Văn nằm giữa họ Hồ và tên thuộc có gì quê mùa, nên tôi tìm một chữ lót. Tôi chọn chữ Bá, hễ theo cái ý muốn của tía tôi đã từng nói là cái gì tôi cũng phải thuộc. Một hôm nộp bài, tôi mạnh dạn viết lên góc trên Hồ Bá thuộc. Khi trả bài lại, thầy giáo rầy tôi một hơi quá nặng, lại nói: "Mày không khiêm tốn làm vậy thì sửa luôn họ Hồ của mày làm họ Hà, rồi đổi ra làm Hà Bá thuộc cho thiên hạ sợ chơi." Anh em trong lớp cười rộ, tôi mắc cỡ muốn chung xuống đất mà trốn. Năm ấy trong nhà tôi động hào tài, anh hai tôi đã bỏ chị giả điên nọ, và tía tôi tự ái cho kiếm một chỗ khá giả hơn, trẻ tuổi hơn, đẹp hơn chị trước mà cưới cho anh. Lễ cưới còn rình rang hơn, cho bẻ mặt ông xui cũ. Không về đến khi rước dâu, chị cũ vừa xách dao vừa thuê du côn cầm gậy hèo theo ủng hộ, hâm con nào muốn chết thì vào đây làm dâu. Làng sớm phải can thiệp, việc ra đến quan mà giải quyết. Một tháng sau lại bày tiệc khác mà rước dâu. Té ra một mình anh hai tôi mà làm 3 tiệc cưới, hao tốn vô ngần. Tiền bạc trong nhà dơ vét xài hết, má tôi còn phải vay mượn thêm. Từ khi sanh tôi ra tới bây giờ, gia đình tôi mới biết nợ. Rồi năm sau lại có việc gả chị ba tôi, kế rồi 2 năm sau gả chị tư tôi. Lại cậu sáu tôi qua đời, tía tôi không thuê được 100 công ruộng để làm, mà chỉ làm còn 20 công thôi. Gia đình nhà nông xuống dốc bắt đầu từ năm ấy. Mà cũng năm ấy tôi mới biết rằng không phải là tên thuộc trong khai sanh. Trường Cái Răng là một trường tổng, mỗi năm thầy lớp nhất chọn 5-7 học trò giỏi mà cho ra tỉnh để thi lấy học bổng. Tôi được chọn vào đám thí sinh, nhưng tôi không có khai sanh để nạp. Tôi nói với thầy việc má tôi đã lo lót ngoài tòa án để lục khai sanh mà vô hiệu. Thầy giáo ông Lê Công Hiệu nghĩ rằng có chi trục trặc, bảo tôi kê lên giấy tên tía má tôi, năm sanh tháng sanh và lối nào là ngày sanh, rồi thầy chịu khó lại nhà việc làng mà tra sổ bộ. Kết quả thầy kêu tôi nói: "Không có tên nào là Hồ Văn Thuộc, trùng với tên cha tên mẹ có đứa con trai tên Hồ Hữu Tường, khai sanh vào ngày 10 tháng 5 năm 1910. Mày về hỏi cha mẹ mày, đó có phải là mày không? Nếu phải thì ra tòa án xin trích lục khai sanh theo tên họ Hồ Hữu Tường cho mau." Tôi cầm tờ giấy do thầy trao, nghỉ học, lội bộ về nhà. Nghe nhắc tới tên Hữu Tường, tía tôi sực nhớ đến việc 10 năm về trước, ông lục trong giấy tờ cũ, thấy rẻo giấy mà ông thầy quản khi đặt tên cho tôi đã viết để lại. Chừng ấy tôi mới biết tên thật của tôi là Hồ Hữu Tường, tự Khổng Cưu, hiệu Bửu Liên. Má tôi ra tòa lục khai sanh cho tôi. Ngày ấy là ngày chấm dứt đời thằng Thuộc, con nhà nông.
ngày 30 tháng Chạp năm Giáp Thìn. Hết truyện.